Thủy tinh. Con gái ta nghĩ nuôi là giống tiên. Người nào có đủ tài đức của con làm thế? Nó là con gái của Dương đó. Thiệt mình hai đứa bay không có đến được với nhau đâu. Nghĩ rằng chúng ta với nhau vốn không người chung. Mỹ nữ, xem mình có gì nè. Wow, đẹp quá à. Vậy để mình lấy thêm cho mỹ nương nghe. Mỹ nương reo lên, đưa bàn tay bé xinh đón lấy viên ngọc lấp lánh. Cậu hít một hơi rồi lặn ầm xuống sông. Thủy tinh lướt như bay trong làn nước lạnh. Một dải bong bóng ngoạn mục bao quanh cậu bé. Màn cá đập phập phồng khi thủy tinh ngó xung quanh. Mắt cậu sáng lên khi phát hiện vật quý giữa đám rong rêu. Thủy tinh đưa cặp móng sắt loay quay cậy gỡ một lúc lâu mới lấy được. Mỹ nương ơi, còn nữa nè. Thì ra mỹ nương đã đi mất. Cô bé không thể ở lại lâu. Thủy tinh thất thểu trở về. Nhà cậu là một hệ thống hang động khổng lồ chạy ngầm bên cạnh Đà Giang, con sông dữ dội bậc nhất xứ sở này. Thủy tinh bước vào bên trong, nghe tiếng thở phì phò. Nội ơi, con về rồi nè. Về rồi đó hả? Hôm nay có gì vui kể nội nghe coi. Trong bóng tối, một cái đầu nhăn nheo thò ra. Con thuần luồng cái này già lắm rồi. Lớp dậy trên thân đã rơi rụng theo thời gian. Những miếng còn sót lại rung rinh khi chiếc đuôi sơ sát phe phẩy. Thời trẻ nó tung hoành ngang dọc, bắt người ăn thịt không biết bao nhiêu mà kể. Vua Hùng ra lệnh săn đuổi nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại. Tiến lên, bảo vệ dân làng, bảo vệ dân làng. Chạy đi, con đi đâu. Không tài nào thu phục nổi nó. Số thương vong đang tăng lên rất là nhiều. Mau xây dựng một hệ thống phòng thủ để ngăn thủ dùng quấy nhiễu dân chúng. Dạ. Mấy trăm năm trôi qua, bây giờ nó chỉ còn đủ sức lanh quanh bắt cá ven sông. Giống loài này có hai dạng, dạng giao long hay còn gọi là hiện nguyên hình. Dạng còn lại thì dáng dấp giống con người hơn. Nghe đứa cháu kể lại, ánh mắt nó không được vui. Con thích cô bé đó hả? Dạ. Nó là con gái Hùng Dương đó. Cụ cố của nó từng cho quân truy lùng ta. Vừa nói, nó vừa đưa tay khều lớp dậy trước ngực, để lộ ra chi chít vết đâm chém. Thú thiệt thì đau đó, nhưng ta cũng được một bữa no nê. Nội nói con nghe nè, thiệt tình hai đứa bay không có đến được với nhau đâu. Thủy tộc chúng ta với nhân loại vốn không đội trời chung. Con có thấy cái đám dân Giang Lang xâm mình đầy người không? Chúng luôn xem ta là thiên địch,
còn ta xem chúng là thức ăn. Thủy Tinh cúi đầu, sâu trong mắt cậu là một nỗi buồn thâm thẳm. Nó đưa ngón tay khổng lồ nâng cầm cậu bé lên, dịu dàng nói: Mắt con đẹp lắm, nhưng là mắt biết. Nỗi sợ sau này con sẽ khổ. Thủy Tinh vốn là đứa trẻ cô đơn, từ nhỏ đã không có ai bầu bạn, duy nhất chỉ có Sơn Tinh ở núi Tảng Diên là thân thiết như ruột thịt. Hai đứa đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Nếu hôm nào đứa kia không đến là đứa này cũng bồn chồn không yên. Còn Mỹ Nương là người bạn thứ hai. Từ kinh đô Phong Châu, cô ấy thường đến đây vào mỗi mùa hè. Công chúa cành vàng lá ngọc có khác, nghỉ hè thôi mà cũng rình rang kèn trống, cách xa cả dặm vẫn nghe thấy. Né đường cho công chúa coi, né ra nha, tao tát cái mẹ vậy chứ dồn. Ê, thằng kia, ngỡ mặt lên, lộn úp mặt xuống mày. Ham lắm, ham lắm. Nè thằng kia, đứng xấu đó tao cộng đầu à. Rồi cái bà mặc áo vàng cầm cái lược đỏ nữa. Ra ngoài đường ăn mặc chi mà lè lẹt, úp mặt xuống giùm cái đi. Nẹp nẹp vô giùm mấy bà mấy má ơi. Đoàn hậu vệ dựng trại ở nơi có cảnh sắc đẹp nhất để công chúa thưởng ngoạn. Dành đây cảnh giới rất rộng, đủ cho Mỹ Nương thoải mái tung tăng mà không sợ gặp nguy hiểm. Dạ, công chúa cứ tự do thoải mái trong vòng một giờ. Nếu có gì gấp, công chúa hãy thổi vào cái thù già này, đợi cận vệ sẽ có mặt ngay. Mỹ biết rồi mà, năm nào chị cũng nói như vậy hết, mà có gì xảy ra đâu. Dạ đúng rồi, công chúa cứ chơi tẹt ga đi. Đứa nào mà hó hé hả, công chúa cứ thổi kẹn. Thổi thù già. Ừ thì thổi thù già. Công chúa cứ thổi một cái đi ha, là bọn thần phóng ra liền. Dạ dạ, phóng ra đi đường quyền liền luôn á, không có cần đổ cận vệ đâu công chúa. Mẹ dốt mà cứ giành nịnh, có chân bay đầu nghe con. Có mày bay đầu thì có. Sư. Mỹ Nương hơi phụng phịu, nhưng vẫn cầm lấy chiếc tù già bằng vỏ ốc rất đẹp. Đây là thiết bị liên lạc siêu tốc được Trung tâm Ứng dụng Hóa Màu và Quốc phòng chế tạo dành riêng cho hoàng gia. Chỉ cần thổi một tiếng là lực lượng đeo phù hiệu đặc biệt sẽ nhận được tín hiệu, lập tức được dịch chuyển đến cứu nguy cho chủ nhân. Dù vậy, Mỹ Nương luôn chỉ xõa bên trong vòng bảo vệ, nên chưa bao giờ cần phải dùng đến nó. Lần đầu tiên gặp Thủy Tinh là năm cô 10 tuổi. Cậu ngồi đó, đung đưa chân bên bờ nước khi cô bé xinh đẹp tiến lại gần. Bạn ơi! Ờ? Chỗ này tắm được không dạ? Ờ, chỗ này hơi sâu, bạn qua bên kia tắm đi, nước cạn hơn á. Yeah, cảm ơn nha. Mỹ Nương vô tư nhảy xuống nước. Thời ấy dân làng như một xứ sở thần thoại với đủ các sinh vật kỳ lạ, không hiếm các loài có khả năng giao tiếp với con người. Kinh đô Phong Châu là một nơi đô hội, tấp nập đủ hạng người. Mỹ Nương nhìn cảnh ấy cũng đã quá quen rồi. Thực ra ngoài giấy xanh, lớp màng cá, mái tóc màu rêu và bộ móng sắt, trông Thủy Tinh hoàn toàn bình thường. Thậm chí cậu còn dễ mến hơn nhiều đứa nhóc dân làng khác nữa. Nhà bạn ở đây hả? À, mình sanh ở đây. Cha mẹ mình mất sớm nên mình đang sống với bà nội. Tội dạ, chắc bạn cô đơn lắm ha. Vẻ thương cảm tràn đầy đôi mắt tròn xoe của Mỹ Nương. Thực ra Thủy Tinh không muốn nhắc đến chuyện này. Cha mẹ cậu trong một lần đi săn đã trúng phục kích. Chiến dịch tiểu trừ thủy quái của triều đình Phong Châu quá thiệt là hiệu quả. Sông lên, trả thù cho dân làng, giết hết bọn nó lên ơi, tiến lên. Số lượng giao long thuần lùn giảm đột ngột. Những cá thể còn sống sót thì phải chui rút trong các hang động sâu thẳm để nương náu, thỉnh thoảng mới dám liều lĩnh ra ngoài kiếm ăn. Dù Thủy Tinh là đứa hướng nội, nhưng cuộc sống tù túng khiến nó chán phát bệnh. Bà nội luôn dặn nó không được ra ngoài khơi khơi như vậy, nhưng nó không nghe. Nếu không bận đi thăm Sơn Tinh thì cũng dành cả ngày ngồi hóng mát. Tuy vậy, nó cũng không có nhiều bạn cho lắm. Số lượng giao long giảm dần, đồng nghĩa với những đứa trẻ cũng ít đi, sống rải rác khắp vàng làng rộng lớn. Mỹ Nương quả thiệt là đã đến đúng lúc. Bạn sẽ thường xuyên ghé đây chơi nha. Yeah, mỗi mùa hè nha. Thủy Tinh có thể nói với Sơn Tinh mọi điều, trừ cô bé. Mỹ Nương là bí mật nho nhỏ trong thế giới to to mà cậu muốn giữ cho riêng mình.
Không phải cậu không tin Sơn Tinh, chỉ là cậu không muốn chia sẻ tình cảm với ai hết. Nghe thì có vẻ ích kỷ đó, nhưng nếu Sơn Tinh và Mỹ Nương biết nhau, có khi nào cậu sẽ bị cho ra rìa không? Đầu óc ngây thơ của Thuyết Tình lúc đó chỉ nghĩ được có như vậy thôi. Cả hai đều là những điều quý giá hiếm hoi trong đời cậu. Mất đi ai cũng đau như dạng lưỡi dao đâm khắp châu thân. Như mùa hạ nữa trôi qua, bây giờ Mỹ Nương đã tròn 17. Hai đứa ngồi dựa vào nhau, ngắm dòng suối lững lờ trôi. Xung quanh hoa rừng nở rộ, chim chóc thì kêu ríu rít. Thuyết Tình thấy dễ chịu quá chừng, cậu không muốn giây phút này ngừng lại. Giá như có tài phép làm thời gian đóng băng. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hoa giao cây dương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng. Trong bài ca ta bước thân tha. Thiệt ra mấy năm vừa rồi đó, Phụ Dương muốn đổi địa điểm nghỉ hè, nhưng Mị nhớ Thủy Tinh lắm, nên cứ đằng nặc đòi đến đây cho bằng được đó. Có điều lây quanh chỗ này hoài chán quá à. Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ, xuân đường tới rồi, nên Mị muốn đi chơi, đi xa hơn, để xem thế giới ngoài kia kìa. Nè, Thủy Tinh dẫn Mị đi nghe. Lão quân lính đi kiếm Mị Nương thì sao? Đi có chút xíu rồi về thôi mà, đâu có phải bỏ nhà đi bụi luôn đâu. Mị muốn đi chơi, đi mà nha. Thôi được rồi, một chút xíu thôi đó nghe. Quân tử nhất ngôn. Leo lên đi. Leo lên đâu? Thì leo lên lưng mình nè, vòng tay qua cổ đi. Xong rồi nè. Sẵn sàng chưa? Mình chuẩn bị lặn đó. Nhớ hít một hơi thiệt sâu nghe. 1, 2, 3. Cả hai trầm mình xuống nước. Thủy Tinh bơi rất nhanh, nhưng nổi lên vừa đủ để Mỹ Nương thở được. Chẳng mấy chốc đã vượt ra ngoài vòng bảo vệ. Dũng cảm là gì? Hai đứa mù đường, nhưng một đứa dám chỉ và một đứa dám đi. Thủy Tinh chiều Mỹ Nương hết mực. Cô muốn đi đâu là cậu bơi về hướng đó. Cả hai cứ đi mãi đi mãi, đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nhìn lại cảnh vật đã vô cùng lạ lẫm, Mỹ Nương khều nhẹ. Thủy Tinh ơi, về thôi, hình như tụi mình đi hơi xa rồi đó. Đợi chút nghe, để mình nhớ đường cũ đã. Trong lúc bối rối, hai đứa không nhận ra có kẻ đã âm thầm bám đuôi chúng đến đây. Một con thuần luồng đen thui đang nằm ẩn mình trong đầm nước. Mấy ngày rồi nó chưa được ăn gì. Biến đổi khí hậu thiệt là đáng sợ. Năm trước bao nhiêu tôm cá chết sạch, phơi bụng trắng héo tấp vào bờ. Lương thực cạn kiệt cũng khiến nhiều loài săn mồi trở nên hung dữ hơn bình thường. Từ khi hệ thống phòng thủ cho ma nó được lắp đặt, làng nào cũng có hết. Làm cho việc ăn thịt mười cũng càng trở nên khó khăn hơn. Trời đất ơi, nhìn làn da trắng muốt của con bé kia. Nếu được qua một miếng thịt lớn, chắc là đã dữ lắm nghe. Hiềm một nỗi, miếng thịt thơm ngon kia lại đang được một thằng nhãi giao lông cổng. Nó cũng ý thức được giống loài đang bên bờ tuyệt chủng, vì vậy không nên lãng phí một giọt máu nào cả. Cái mẹ nó, đói quá rồi, số mày xui rồi con ơi. Nó lặng lẽ trường thế dòng chảy, cái đuôi phe phẩy nhịp nhàng, phải đến thiệt gần rồi nhanh chóng chụp lấy con mồi trước khi chúng chạy thoát. Dưới cái nắng mùa hè gay gắt, nước sông như muốn sủi bọt. Mị Nương lấy tay che đầu, nheo mắt nhìn quanh kiếm chỗ có bóng râm. Chợt cô bé nhìn thấy mặt nước lăn tăn bong bóng, dường như có cái gì đó đang âm thầm chuyển động hướng về phía hai đứa. Thủy Tinh, nhìn kìa. Sao vậy? Đằng kia có con gì phải không? Mị Nương run rẩy chỉ tay. Thủy Tinh quay lại giật mình. Dưới làn nước đục ngầu là thân hình dài ngoằn của một con trùng luồn đen thui đang bơi khẽ khàng mà đầy hiểm ác. Thủy Tinh thì thầm: bám chặt vô nghe, đếm tới ba là mình chạy ngược lại. Mỹ Nương gật đầu lia lịa, hai cánh tay bé nhỏ siết chặt cổ Thủy Tinh. 1, 2, 3. Thủy Tinh tung mình lên khỏi mặt sông, lấy hết sức bơi ngược dòng.
con thuyền luồn đen thui bị bất ngờ, không kịp thắng sức nước nên trôi đi một đoạn khá xa mới dòng lại được. Nó rít lên the thé và điên cuồng đuổi theo. Sóng nước da đập chan chát vào mặt Thủy Tình cay xè cả mắt, nhưng cậu chỉ lo mẹ nương gặp nạn nên cố gắng gồng. Bám chặt vô đó, mình tăng tốc đi. Bàn tay Thủy Tình bật lên lớp màn dày, đùi cũng bung thêm dây. Cậu gắng hết sức bứt tốc cực mạnh. Thủy Tình lo lắng không biết nên đi đâu bây giờ. Mãi suy nghĩ, mém chút nữa hai đứa va trúng một tảng đá. Hú hồn hú vía, đột nhiên trong đầu Thủy Tình lóe lên một sáng kiến. À, có cách thoát rồi. Cậu hết lách trái rồi lảng phải trên dòng sông hung hãn. Đến những đoạn có thác, Thủy Tinh lại ôm cua bó dĩa đầy nghệ thuật. Đằng sau nghe tiếng con thuyền luồn da đập rầm rầm vào đá. Con ngáo đá, nhào vô đây kiếm ăn nè. Mày Thủy Tinh gào lên đất thắng. Dù vậy con quái vật đâu dễ dàng buông tha. Cơn đối khác khiến nó bất chấp đầu đấy mà phóng tới. Suýt chút nữa bị nương bị tát trúng. Thủy Tinh sợ lạnh cả người. Giờ thấy khung cảnh dần trở nên quen thuộc, cậu nghĩ bụng: từ hướng này rẽ sang sẽ đến tảng gì, chỉ còn cách đó mà thôi. Đành vậy. Thủy Tinh chấp nhận hy sinh bí mật lớn nhất của mình để đổi lấy an toàn cho người cậu thương. Sơn Tinh là khắc tinh của bọn thù lồn, không con nào dám bén mảng đến tảng viên hết trừ cậu. Thủy Tinh là ngoại lệ duy nhất có thể kết bạn với vị thần núi này. Không ai giải thích được tình bạn kỳ lạ ấy. Chỉ biết nếu một trong hai đứa có chuyện, đứa kia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sơn Tinh! Cứu! Núi tảng viên đã hiện ra hùng vĩ trước mắt. Thủy Tinh gào lên: cứu! Từ trong đám cây cối tùm, một bóng người cao lớn chạy vụt ra. Mình đây! Sơn Tinh hơi hú hồn khi nhìn thấy con thuyền luồn đen thui bự chà bá đang bám đuổi hai đứa sát nút. Cậu lập tức giận sức nâng một tảng đá ném xuống. Cục đá nặng hàng tấn đập mạnh vào nước gây nên một vụ nổ cực lớn, đẩy hai bên giạt ra xa. Con thuyền luồn đen thui vẫn ngoan cố lao tới. Liên tiếp sau đó là hàng loạt cơn mưa đá trút xuống như chủ bão. Sơn Tinh một tay giác đá, tay kia dẫn công để tạo nên một cục đá. Thủy Tinh, mà bám vào vách để mình đưa cậu lên. Cục đá dùng cao dần, Thủy Tinh nhanh nhẹn né được cú táp, nhảy tới bám chặt móng vào cục. Mỹ Nương sợ đến phát khóc, cứ ôm cứng lấy anh bạn thân. Thuyền luồn đen khò khè rồi cũng treo lên theo. Da Thủy Tinh mỏi nhừ, giao long mà bắt phải leo núi thì có khác gì cá mắc cạn đâu chứ. Nhưng nếu bây giờ mà buông tay thì chết cả hai. Sơn Tinh lấy đá ném lưu lệ xuống đầu quái vật, khẩn trương nói: đưa tay đây, bao lên. Mỹ Nương, cầm tay Sơn Tinh đi. Tứ chi Thủy Tinh lúc này gần như mất hết cảm giác. Cột đá đã dương lên hàng trăm trượng, nhìn xuống dưới sâu hơn hút. Mỹ Nương đặt đưa tay cho Sơn Tinh kéo lên. Thủy Tinh mỏi quá hết chịu nổi, trượt xuống mấy trượng. Ngay dưới chân là chiếc hàm đỏ lợn đang mở lớn, lõm chõm răng sắc như dao. Sơn Tinh, đẩy cục đá mau lên. Đưa tay đây, mình kéo cậu lên luôn. Mình hết sức rồi, đẩy đi. Đừng cho con quái vật trèo lên tảng gì. Nhưng mà... cứ làm đi. Sơn Tinh đành gật đầu, cậu đấm một phát, cục đá bị đẩy văng ra xa, kéo theo cả Thủy Tinh lẫn con thuyền luồn đen thui. Quái vật rít lên the thé, tấm thân nặng nề của nó rơi tự do xuống dòng sông dữ. Bị cục đá ngàn cân đè lên cái bẹp, máu thịt nhè nhụa cả một vùng nước. Đừng lo, Thủy Tinh dữ dội lắm, không dễ chết vậy đâu. Mặt nước hoàn toàn phẳng lặng,
chỉ thấy những bọt máu nổi bập bềnh, chẳng có dấu hiệu nào của thủy tinh. Cô bé đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô không cần biết người này là ai, liền ôm chầm lấy anh ta khóc nức nở. Sơn Tinh đứng hình dài dây, nhưng cũng xoa đầu cô trấn an. Cô an tâm đi, chúng tôi cùng nhau tập võ suốt à. Cậu ta không bao giờ bỏ cuộc đâu, lát nữa lại nổi lên thôi. Đứng đây nghe, tôi đi kiếm cậu ấy. Mỹ Nương vừa khóc vừa gật đầu. Sơn Tinh lần theo đường núi xuống bờ sông. Cậu nâng nhẹ nền đất rồi dò dẫm bước ra tìm kiếm. Chẳng có dấu vết nào của thủy tinh, chỉ có xác con thùng luồn đen thui. Đôi mắt đã chết của nó mở trừng trừng, không giấu được nỗi kinh hoàng và lẫn uất hận. Giữa một vùng nước mênh mông không bến bờ, tìm được cậu giao long nhỏ khó như lên trời. Sơn Tinh buồn bã quay đi. Thủy Tinh, mình đây, giúp mình với. Một cánh tay yếu ớt thò lên vẫy vẫy, Sơn Tinh vội chạy đến. Thì ra sau khi rơi xuống nước, cục đá dở thành nhiều mảnh, trong đó có một mảnh chèn lên người Thủy Tinh, khiến cậu bất tỉnh một lúc. Sơn Tinh đẩy mảnh dở ra, thấy người bạn thân còn sống thì mừng không thể tả. Sống dài quá ha. Mị Nương sao rồi? Đứng bên kia kìa, lên tảng viên là an tâm tuyệt đối. Tốt rồi, không sao rồi. Thủy Tinh vẫn còn hơi choáng váng, chấn động từ cú va đập khiến cậu bước đi không vững. Sơn Tinh phải khoác vai dìu lên bờ. Đến được đỉnh núi thì tay chân bủn rủn, đổ xuống như cây chuối bị sét đánh. Mị Nương òa khóc rối rít xin lỗi. Dù đang cực kỳ mệt mỏi, Thủy Tinh bỗng thấy dễ chịu lạ thường. Một luồng năng lượng ấm áp phủ lấy toàn thân, cậu quên mất là hai đứa vừa thoát được cái chết trong gang tấc. Thôi về nghe, quá đủ cho một ngày rồi. Ủa, làm cái gì mà vội vậy? Sao không mời bạn vào nhà chơi? Giờ cũng trễ rồi, thôi để khi khác nghe. Trời ơi, có gì đâu, lát nữa mình hú thằng Điêu đưa về. 30 giây chứ nhiêu, tôi đã lừa anh em bao giờ chưa? Sơn Tinh nhiệt tình dẫn đi đường thôi, vào sâu trong hang núi cảnh viên. Nơi đây Thủy Tinh vẫn thường lui tới nên thấy hết sức là quen thuộc. Chỉ có Mị Nương là trầm trồ đầy háo hức. Cái động này nơm cũng hào hào giống tính cách của Sơn Tinh, phóng khoáng, tự do và đầy hoang dã. Những đặc điểm rất là thu hút phái nữ. Tuy là hang động nhưng không hề ẩm thấp, ngược lại còn tươm tất, sạch sẽ và thơm mùi thảo mộc từ những dược liệu Sơn Tinh mang tận rừng sâu về. Vậy hóa ra hai người quen nhau từ lâu rồi mà giờ tôi mới biết. Chơi kỳ cái bạn. Do chỗ này nằm ngoài vòng bảo vệ của triều đình nên mình không tiện dẫn tới. An toàn của Mị Nương vẫn là trên hết mà đúng không? À, ra là vậy. Lần sau cứ đến nha, mình sẽ cử bọn thú rừng tỏa ra một vòng bảo vệ còn lớn hơn nữa, bảo đảm trong vòng vài chục dặm không có bất cứ hiểm quả nào đâu. Đã dạ, vậy mai mình đến đây nữa nha. Bộ hôm nay chơi chưa đủ hay sao? Mém chết cả hai rồi không nhớ hả? Vậy mình sẽ gọi luôn chúa Sơn Lâm đến đón hai người, an tâm nha. Yeah! Mị Nương reo lên, vỗ tay tán đồng ý kiến. Vẻ hào sảng của chàng Sơn Thần thiệt là hấp dẫn. Ở đâu cần, thanh niên có, ở đâu khó, có thanh niên. Chuyện gì cũng giải quyết được mà nói năng là rất là có lý. Thủy Tinh nhìn hai người kẻ tung người hứng uyển chuyển, bất giác nhớ lại những khi ngồi hàn huyên cùng người bạn thân bên bờ suối. Nghĩ cũng ngộ ha Thủy Tinh, hai đứa không có chung giống loài mà lại hợp rơ nhau vậy. Chắc do hai đứa yêu cùng một thứ đó. Yêu cái gì? Thì yêu thiên nhiên đó ba. Đúng ha, mình luôn muốn sau này lớn lên sẽ trở thành người bảo vệ núi rừng. Còn mình hả, nguyện mang tấm thân vàng ngọc này canh gác sông biển. Vàng ngọc đồ, nghe thấy ghê quá ông ơi. Chắc vì vậy mà họ thân thiết, có lẽ còn hơn cả anh em ruột thịt nữa. Thường mà những người có cùng chí hướng sẽ nhận ra giá trị của nhau. Ước mơ của cả hai đều quá lớn,
lớn đến mức dù Đà Giang hay Bản Diên cũng không thể giữ chân họ mãi được. Giang Lan là một xứ sở văn minh, cho nên thần linh cũng phải có ý thức. Cả hai vẫn thường trò chuyện hàng giờ liền về chủ đề này, hoặc là cùng nhau thực hiện những chuyến đi xa để mở mang tầm mắt. Không ít lần, hai người cùng chung lưng sát cánh để tiêu diệt những kẻ phá hoại môi trường. Thủy Tinh, coi chừng. Không sao, xông lên. Chơi đánh thiệt hả mày? Tưởng chừng không có gì chia cắt được nổi họ. Cho đến hôm nay, mỗi ngày Thủy Tinh lại đèo Mỹ Nương đến hang Sơn Tinh. Nhìn họ nói chuyện rôm rã với nhau mà lòng Thủy Tinh quặn thắt. Chào Mỹ Nương, mình đứng đây chờ Mỹ Nương từ sớm. Kìa, bắt con cọp đi Mỹ Nương. Dễ thương quá à. Nếu Mỹ Nương thích, mình tặng. Mỹ thích, Mỹ thích. Nếu Thủy Tinh là mặt trăng thì Sơn Tinh là mặt trời. Cậu kể cho Mỹ Nương nghe những chuyện kỳ bí trong rừng thẳm, những loài động vật tuyệt đẹp ẩn sâu trong mảng rừng xanh bên dưới Cảng Diên, và còn hứa sẽ đưa Mỹ Nương thầm thú hết chỗ này đến chỗ kia. Bên kia kìa, đẹp quá. Mỹ Nương, dần dà Mỹ Nương không còn cần đến bờ vai của Thủy Tinh nữa. Nhiều mùa hè sau đó, cô không còn bám lên lưng cậu để cùng chú du khắp sông hồ. Đôi lần Thủy Tinh bắt gặp, cô đi riêng cùng Sơn Tinh, khi thì cưỡi trên nai, khi thì ngồi lên lưng voi. Có lần cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng. Lần đầu tiên Thủy Tinh biết ghen, cảm giác tim vội như muốn vỡ tung vì tức tối mà không làm gì được. Sơn Tinh quả là một người tâm lý, ở bên cậu Mỹ Nương không bao giờ thấy chán. Ngày cô ấy đi theo bên người ta, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Những tưởng cánh cửa đã hoàn toàn khép lại thì một sự kiện bất ngờ đã tới. Vua láng giềng Thục Dương hỏi cưới Mỹ Nương. Rõ ràng là họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân ra làm cái cớ mà thôi. Nhưng mà nếu khước từ khơi khơi đó thì cũng không được. Các ngươi nói ta phải làm sao đây? Hay là mở hình thức thì thôi kén rễ. Chính hợp ý ta. Ngươi mau truyền lệnh, con gái ta Mỹ Nương là giống tiên, người nào có đủ tài đức mới cho làm rễ. Dạ. Nhà vua nói sao? Nhà vua không giới hạn thành phần xuất thân, ai cũng có thể tham gia hết. Ồ, vậy nghĩa là thần hay là người đều có cơ hội tham gia tranh tài. Đúng là như vậy, một mũi tên mà trúng hai đích, vừa tìm được tấm chồng xứng đáng cho công chúa, vừa từ chối khéo bọn giặc kia. Quả thật Thục Dương nghe tin muốn thục chạy về nước luôn. Vì người thì làm sao mà ăn được thần, cha nội này chơi cắt cớ dễ sợ. Riêng Thủy Tinh thì khá tự tin vào bản lĩnh của mình nên muốn ứng tuyển ngay. Thế nhưng vẫn có người không hài lòng. Con quyết lấy con bé đó hả? Dạ nội. Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà, đời còn dài, gái còn nhiều. Nghe nội đi con. Con chỉ sợ nước mắt nội rơi thôi, chứ con ăn chơi lúc nào chẳng được. Con vừa nhây vừa cứng đầu nữa. Mặc dù khoảng cách từ Dương Vô Cùng đến Âm Vô Cùng Bình Phương cũng không dài bằng khoảng cách từ con tới cô ấy, nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng rồi. Điều đau lòng nhất trong đời chính là sự tiếc nuối. Con không muốn sau này phải ngậm ngùi. Thôi được rồi, con đi đi, nội sẽ nằm đây và không nói gì nữa. Và thế là Thủy Tinh khăn gối lên kinh với một niềm hy vọng tràn trề. Cậu sẽ đánh bại anh bạn Sơn Tinh một cách sòng phẳng. Cậu có niềm tin tuyệt đối rằng tình cảm của Mỹ Nương chỉ là cơn say nắng nhất thời. Bởi người hiểu và gắn bó với cô lâu nhất không ai khác ngoài cậu. Thủy Tinh cảm nhận được một luồng năng lượng tích cực bừng lên trong người.